xin được nồng nhiệt chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Hãy nghe tôi hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề mùa thứ ba. Thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Jet Studio thực hiện, được phát sóng vào 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và trong đêm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục mạch cảm xúc của mình với những sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Ở đêm thi trước, các thí sinh đã thể hiện những phần thi vô cùng sôi nổi và ấn tượng, những ca khúc tình cảm ngọt ngào của ông, một người nhạc sĩ có đóng góp to lớn cho dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Và trong đêm thi hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với ba ca sĩ còn lại, Lê Thái Sơn, Đào Kỳ Anh và Leo Minh Tuấn. Và trước khi đến với những âm thanh sôi nổi của đêm thi hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng của đêm thi tuần trước. Trong đêm thi tuần trước với chủ đề nhạc sĩ Lê Hữu Hà, những bản tình ca được người nhạc sĩ ấy viết tặng các gia nhân của đời mình đã vang lên, cùng những phần biểu diễn đầy dễ thương của Lý Thu Thảo, Dương Minh Ngọc và Lê Thu Uyên. Trong đêm thi hôm nay, một không khí âm nhạc rất khác đang chờ đợi quý khán giả với Leo Minh Tuấn, Đào Kỳ Anh và Lê Thái Sơn. Và trước khi đến với những nhạc phẩm bất hủ của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, xin mời quý vị hãy cùng chào đón ban giám khảo của vòng thi thứ hai. Xin được giới thiệu giám khảo chính, danh ca Thái Châu. Và với đêm nhạc chủ đề nhạc sĩ Lê Hữu Hà, chúng ta hãy cùng chào đón những vị giám khảo khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo ca sĩ Hồng Hạnh. Và xin được trân trọng giới thiệu và chào đón giám khảo ca sĩ Nguyên Vũ. Thưa giám khảo ca sĩ Hồng Hạnh, Phương Nguyên được biết chị Hạnh là một người đã nổi tiếng cùng thời với nhạc sĩ Lê Hữu Hà và cũng như là ca sĩ Nhã Phương. Vậy không biết là chị có những kỷ niệm gì riêng đối với vợ chồng của nhạc sĩ Lê Hữu Hà và ca sĩ Nhã Phương mà không thể nào quên, muốn chia sẻ với quý vị khán giả của chương trình không ạ? Hồng Hạnh ít tuổi hơn chị Phương một chút, khoảng những năm mà 80, 80 mấy á, thì lúc đó Hồng Hạnh đã nghe tiếng anh Lê Hữu Hà. Rồi một dạo sau, Hồng Hạnh lại nghe tiếng là có một cặp đôi nhạc sĩ và ca sĩ. Đặc biệt là cô ca sĩ đó lại đánh một cái violon và rất là xinh đẹp. Trời, làm cho Hồng Hạnh cảm thấy rất là hâm mộ. Thì lúc đó mình cảm thấy mơ ước lắm. Mơ ước rằng là trời, có một người nghệ sĩ lèo lái đặt bài cho mình hát và hướng dẫn mình đi trong con đường âm nhạc. Đó là một hạnh phúc của một ca sĩ. Có một dịp đó, nào đó thì Hồng Hạnh gặp anh Lê Hữu Hà để nhờ viết một cái lời Việt, một cái bài hát Nhật. Anh Lê Hữu Hà thật sự là một người nhiệt tình, chân tình và dễ thương, dễ mến trong mắt của Hồng Hạnh. Mặc dù là một nhạc sĩ đã nổi tiếng rồi, nhưng mà ảnh tạo cho Hồng Hạnh có một cái cảm giác là ảnh dễ gần lắm. Làm sao mà không quý mến anh Lê Hữu Hà được. Thật cảm ơn những cảm xúc của chị Hồng Hạnh. Và bây giờ thì em sẽ được hỏi giám khảo Nguyên Vũ. Anh là một người rất là yêu thích và cũng đã thể hiện những tác phẩm của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Thì ngày hôm nay đến với Hãy Nghe Tôi Hát, anh kỳ vọng gì về phần thể hiện của các thí sinh ạ? Bạn biết không, Nguyên Vũ đang rất là chờ đợi để mà hồi ức lại những cái kỷ niệm, những cái dịp mà Nguyên Vũ đã đi hát và nghe rất nhiều những bài hát của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, và đặc biệt qua giọng ca của danh ca Nhã Phương lúc đó. Vũ đang rất là háo hức chờ đợi ở các bạn trẻ ngày hôm nay để mình thấy, mình sống lại cái kỷ niệm những cái thời mà mình đi hát bằng chiếc xe Honda cọc cạch. Cái điều đặc biệt nữa mà Nguyên Vũ đang rất mong chờ đó chính là được nghe lại những ca khúc đã quá quen thuộc qua cái phần trình diễn của các bạn ca sĩ trẻ. Xin được cảm ơn những cảm xúc, những kỷ niệm của các vị giám khảo dành cho âm nhạc và cũng như là người nhạc sĩ tài hoa Lê Hữu Hà. Vậy thì bây giờ còn chờ gì nữa? Xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc sôi nổi, tràn đầy tình yêu, ngọt ngào của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Thưa quý vị, và trong đêm thi thứ hai này với nhạc sĩ chủ đề Lê Hữu Hà, chúng ta sẽ đến với một màu sắc âm nhạc khác hơn. Khác như thế nào? Đó chính là sôi nổi hơn, máu lửa hơn. Và dù cho nhạc sĩ Lê Hữu Hà có sáng tác nhạc theo thể loại rock hay pop ballad, dù là trữ tình, dữ dội hay dịu êm, thì luôn luôn thể hiện sự ngọt ngào với tình yêu và với cuộc đời này. Chúng ta hãy cùng đến với những mạch cảm xúc ấy với ca khúc Chờ Một Tiếng Yêu và phần thể hiện của ca sĩ Lê Thái Sơn. Xin chào quý vị khán giả.
từ lúc Sơn còn rất nhỏ, coi những chương trình của các nghệ sĩ, Sơn nghe rất là nhiều những ca khúc của nhạc sĩ Lê Hữu Hạp. Sơn rất là thích những ca khúc có tiết tấu, và vì vậy Sơn quyết định lựa chọn ca khúc Chờ Một Tiếng Yêu, muốn mang một cái làn gió mới đến chương trình. Đây là một cái thử thách nhỏ với Sơn, và cũng rất là hy vọng nó sẽ là một cái hình ảnh mới, mới mẻ trên sân khấu của Sơn dành cho tất cả quý vị khán giả. Người nào hứa sẽ yêu tôi suốt đời, xin hãy đến với tôi người ơi. Cuộc đời chẳng đã cho một tiếng cười, tôi quen sống như không là tôi. Từ ngày trước bức tranh muôn sắc màu, giờ bạc vết tả tơi còn đâu. Ngàn đời ngỡ tiếng yêu không đôi màu, giờ tự hỏi trái tim nằm đâu. Tình đã hết trước khi được bắt đầu, trước khi kịp nói lời mến yêu. Từ lâu biết trái tim đã hững hờ, chẳng yêu nhưng cứ vờ say đắm. Người nào hứa yêu tôi trọn đời mãi không thôi, người ơi hãy mau lên, còn chờ gì không đến. Người hãy đến bên tôi, dạy tôi biết vui cười, dạy tôi nói xin cảm ơn đời còn thương tôi. Đầu, trước khi kịp nói lời mến yêu. Từ lâu biết trái tim đã hững hờ, chẳng yêu nhưng cứ vờ say đắm. Người nào hứa yêu tôi trọn đời mãi không thôi, người ơi hãy mau lên, còn chờ gì không đến. Người ơi đến bên tôi, dạy tôi biết vui cười, dạy tôi nói xin cảm ơn đời. Người nào hứa yêu tôi trọn đời mãi không thôi, người ơi hãy mau lên, còn chờ gì không đến. Người ơi đến bên tôi, dạy tôi biết vui cười, dạy tôi nói xin cảm ơn đời còn thương tôi. Thưa quý vị, và đó là ca khúc Chờ Một Tiếng Yêu với phần thể hiện của Lê Thái Sơn. Lúc nãy thì Phương Uyên thấy là cả ba vị giám khảo dường như không thể ngồi yên được với những giai điệu và ca từ ấy. Đặc biệt là chị Hồng Hạnh, em thấy chị rất là hưởng ứng. Nhưng mà không biết là giám khảo Hồng Hạnh của chúng ta có dành những lời khen hay là những lời góp ý gì cho tiết mục vừa rồi của Lê Thái Sơn ạ? Thì theo cái tinh thần của bài hát này á, thì nó rất là sôi động nha. Tiết tấu của bài hát phối rất là sôi động, nhưng mà nó cũng là một dạng bài hát khát khao. Khi em hát những cái bài này á, người ở dưới, người ta ngồi xung quanh, ta phải làm sao người ta được, em truyền cho người ta những cái gọi là cái nồng cháy của cái bài hát đó. Nếu mà được chọn thì chị sẽ không cho em chọn bận bộ đồ này, nó không làm cho em trẻ trung hơn, cũng hơi bị cứng. Em chưa có thả hết cái hồn mình trong cái bài hát này. Về giọng thì em giọng rất là sáng, nhưng mà em chưa biết khai thác cái cao độ của mình. Thí dụ khi em lên
Cơ đơ, nó phải lên luôn. Và thí dụ như cái đuôi có thể cơ đơ dứt liền thì cái chỗ đó hơi thiếu một chút. Những cái nhạc tiết tấu này là ôi trời, đó là cái loại mà chị thích á. Em cần phải cố gắng rất là nhiều. Tại vì âm nhạc của Lê Hồ Hà là nó vừa lãng mạn, nó vừa trẻ trung, nó vừa hưng phấn, nó vừa khao khát. Cảm ơn em đã cho chị nghe một bài hát mà là cho chị bung lụa hồi nãy giờ nha. Xin được cảm ơn và nhận xét của giám khảo Hồng Hạnh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần nhận xét của vị giám khảo tiếp theo, đó là ca sĩ Nguyên Vũ. Thái Sơn thân mến, đây là một cái bài phối mà Nguyên Vũ không thể ngồi yên, rất là hay. Một cái bài phối mang hơi hướng Latin rất là nhiều. Chính vì vậy mà Nguyên Vũ hiểu được cái cách mà chị Hồng Hạnh hy vọng ở em. Cái giọng hát của em nó đã mạnh, khỏe rồi, thì lâu lâu em lả lơi nó chút xíu. Trên cái điệu nhạc Latin này em lả lơi, nhưng mà cũng may là vẫn có những cái chỗ em bỏ nhỏ lại. Anh rất là thích. Chính vì vậy mà anh khen cái phần trình diễn này, cái bài phối quá hay, giọng hát của em không bàn cãi nữa, cũng rất là tuyệt vời. Chúc mừng em. Dạ, xin được cảm ơn những lời nhận xét đến từ giám khảo Nguyên Vũ. Chị Hạnh xí cho một cái như nè, đúng ra cái bài này cái ban đầu có thể bận vét, nhưng mà lúc quay vô á, cởi cái bộ đồ đó ra, ở trong là một cái bộ rất là trẻ trung. Phải nói như thế này, tùy theo cái động tác em ơi, bài hát mình có thể mặc lịch sự như thế này, nhưng mà nội dung của bài hát nó có cái sự khao khát thì mình thể hiện cái động tác, mình tạo được cái chất thu hút cho phái nữ. Mình phải có cái cách hát qua động tác như thế nào, qua cái biểu cảm như thế nào đó, có cái sức hút cho người khán giả thấy mình đang khao khát một cái tình yêu như thế nha. Thêm cái đó chứ cái nhịp điệu nó giật ghê hút. Yeah. Không biết nhảy cũng phải lúc lắc mà, không thể nào người yên được hết á. Thì nếu mà em không có nhảy nhiều, em không có lúc lắc nhiều, thì em nghĩ ra cái động tác để thu hút khán giả, cho khán giả ấn tượng qua cái cách thể hiện bài hát này. Vì về trang phục là một cái yếu tố phụ thôi. Chắc là Hồng Hạnh nghĩ em có thể mặc một cái đồ lãng tử hơn. Ý không, của Hồng tức Hạnh là vậy. Tùy người thôi. Cái lần sau dân tấu á, tạo một sự bất ngờ về trang phục. Có thể cởi một cái áo khoác ra, nhưng mà ở trong nó có là một cái áo khác. Dạ, chủ đề về thời trang thì chúng ta sẽ nói ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chấm điểm cho sự thể hiện của Lê Thái Sơn. Và thưa quý vị, điểm số của giám khảo Hồng Hạnh chúng tôi sẽ giữ lại và công bố ở phần cuối của chương trình. Còn bây giờ, xin được mời điểm số của ca sĩ Nguyên Vũ dành cho Lê Thái Sơn. 9,75. Và danh ca Thái Châu dành cho Lê Thái Sơn số điểm là 9,75. Xin được chúc mừng Lê Thái Sơn. Thưa quý vị, và tiếp nối sự sôi nổi nồng nhiệt của đêm nhạc sĩ chủ đề Lê Hữu Hà, chúng ta hãy cùng đến với một không gian tràn ngập nắng và gió của biển xanh, cát trắng. Ca khúc rất được yêu thích vào những năm 90, thể hiện sự hòa nhập của nhạc sĩ Lê Hữu Hà với phong cách âm nhạc mới. Chúng ta hãy cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Đào Kỳ Anh. Đào Kỳ Anh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Hãy Nghe Tôi Hát trên đài truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là vòng 2. Nhạc sĩ chủ đề của vòng này chính là nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Và ca khúc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà lần này thì khá là phù hợp với tính cách của Kỳ Anh. Tại vì đây là một ca khúc rất là sôi động, và tính cách của Kỳ Anh thì bình thường cũng rất là sôi nổi và năng động, cho nên là có thể nói lần này Kỳ Anh khá là thích ca khúc này. Hy vọng tất cả mọi quý vị sẽ cùng theo dõi và ủng hộ. Nắng lên xôi đêm vội đi ngày đang tới, đất phơi chơi bắt tay nói câu chào nhau, gió tung tăng phù đồ bay làn tàu rồi, cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời, biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng, sóng lao sao mơn man phút ve bàn chân, khẽ trao nhau những nụ hôn thật êm ái, khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài. Có anh rất hiền, có em yêu mềm, cho đôi ta nghe trái tim mình dịu dàng lên tiếng. Men tình ngây ngất, hương tình lăng lăng, còn đợi chờ chi? Anh ơi hãy ôm em vào lòng, trái tim này
sẽ không quay lưng lại, dẫu cho bao thăng trầm đổi thay. Hãy nói một lời với em nào hỡi người, rằng đôi ta suốt đời có nhau. Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời, trái tim em chỉ biết anh thôi. Và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho chỉ người em yêu và được yêu. Rồi đêm vui đi ngày đang tới, đất phơi chơi bắt tay nói câu chào nhau, gió tung tăng vui đồ bay làn tóc rồi, và cát thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời, biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng, sóng lao sao mơn man vút về bàn chân, khẽ trao nhau những nụ hôn thật êm ái, khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài. Có anh rất hiền, có em yêu mềm, cho đôi ta nghe trái tim mình dịu dàng lên tiếng. Mềm tình ngây ngất, hương tình lâng lâng, còn đợi chờ chi? Anh ơi hãy ôm em vào lòng, trái tim này sẽ không quay lưng lại, dẫu cho bao thăng trầm đổi thay. Hãy nói một lời với em nào hỡi người, rằng đôi ta suốt đời có nhau. Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời, trái tim em chỉ biết anh thôi. Và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho chỉ người em yêu và được yêu. Trái tim này sẽ không quay lưng lại, dẫu cho bao thăng trầm đôi tay. Hãy nói một lời với em nào hỡi người, rằng đôi ta suốt đời có nhau. Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời, trái tim em chỉ biết anh thôi. Và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho chỉ người em yêu và được yêu. Và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho chỉ người em yêu và được yêu. Phần thể hiện của ca sĩ Đào Kỳ Anh. Xin được chúc mừng Đào Kỳ Anh với một phần trình diễn rất là dễ thương vừa rồi. Xinh quá. Dạ. Cái này là em đứng kế bên và em thấy thôi, còn phần nghe như thế nào, thể hiện như thế nào thì còn phải chờ nghe những ý kiến đánh giá từ ban giám khảo. Đầu tiên em xin được mời danh ca Thái Châu ạ. Đào Kỳ Anh nè, anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần với các em, anh chia sẻ cái điểm quan trọng nhất mỗi một bài hát. Trữ tình nè, bolero nè, hay là thính phòng, đại loại, nhạc vui nhộn gì đó. Đều có ba phần, A, B, C, đúng không nè? Như cái bài hát này, anh Lê Hồ Hà viết cái verse A đó, là hai lời. Lời 1, lời 2, rồi mới tới điệp khúc phải không? Rồi cái tới đoạn C, lời 1, lời 2. Theo cái cách hát của Đào Kỳ Anh á, anh thấy cái điều, em phải suy nghĩ, cái lời 1, mình hát kiểu này nè. Thỏ thẻ như nói, ví dụ, anh ví dụ thôi. Cái lời hai mạnh mẽ một chút. Rồi cái đoạn mà trái tim này đó, cái trái tim của em là yêu anh như thế nào, mạnh mẽ, khao khát lên, dữ dội lên, bùng cháy lên một chút xíu nữa. Đó, cái động tác thì như vậy cũng được rồi, nhún nhảy rồi giao lưu với bạn diễn là được rồi. Nhưng mà cần phải nghiên cứu cái cách hát trong cái bài hát. Cái lời một mình hát như thế nào, lời hai hát như thế nào, rồi đoạn điệp khúc hát như thế nào, rồi qua đoạn C tới cái coda. Cái coda là rất là quan trọng, phải cho bùng cháy lên. Anh thí dụ như vô trái tim này dữ dội chút xíu đi. Đó đúng rồi, nó khác hẳn liền à. Cái trái tim này là yêu anh vậy đó ha. Phá cách đồ lên chứ, phải không? Hiền quá, hơi bị hiền quá nha. Xin được cảm ơn danh ca Thái Châu. Còn giám khảo Nguyên Vũ thì anh nhận thấy như thế nào? Anh rất thích dễ thương, nhí nhảnh, hồn nhiên. Và thực sự là trên cái nền nhạc này em đang chọn một cách rất là an toàn. Ở cái điểm rằng là
Nếu như đây chỉ là đơn thuần một tiết mục giải trí vui thì em đã thành công. Nhưng nếu như để mà đem vào Hãy Nghe Tôi Hát để mà so kè với lại các bạn hát thì anh nghĩ rằng là em hơi thiếu sự tự tin ở cái chỗ là em chọn một cái bài hát rất là an toàn, một cách hát như vậy để mà nó vừa tròn với lại cái giai điệu của cái người phối cho em. Nhưng nếu như em chịu mạo hiểm để em chọn một cái cách phối khác, một cái cách nào đó để em có thể em bung được cái giọng của em ra, thí dụ đầu tiên vô khoan lên nhạc nhanh điệu, em có thể em bắt vô một cái câu ngay cái điệp khúc liền, trái tim này đã bắt đầu nhạc. Em phải có những cái phần trình diễn mà mình phải là thi, mình phải thể hiện được mình là một chiến binh trên sân khấu. Các anh chị ở đây mong muốn thế hệ trẻ của chúng ta nó phải có những cái mạo hiểm, những cái bứt phá hơn nữa, là mình giữ cái sự an toàn đó, là mình cần một cái sự bùng nổ hơn. Cho nên chính vì vậy mà ở những vòng sau anh khuyên chân thành rằng là chọn cho mình cái cách hát để một lần một mình đứng trên sân khấu này có thể không hay, có thể không hài lòng với ban giám khảo, nhưng mình sẽ bùng nổ và mình khác đi mình rất là nhiều. Hãy cố gắng lên nhé. Cảm ơn những lời nhận xét từ giám khảo ca sĩ Nguyên Vũ. Còn giám khảo Hồng Hạnh thì chị đánh giá như thế nào về phần thi này ạ? Giờ chị đứng lên đó một chút xíu nha. Cái chỗ mà trái tim này, em bận cái bộ đồ đó, em rất là khó, chị nói thiệt. Nhưng mà em không sợ, em có thể giang chân ra. Trái tim này, nó khác liền. Đó là em phải làm sao cho cái động tác của em nó đúng với cái tinh thần, cái tuổi trẻ của bài hát. Bởi vì sao? Anh Lê Hữu Hà đâu có sáng tác cho chị hát đâu. Anh Lê Hữu Hà sáng tác cho người trẻ hát. Những cái bài hát của ảnh hầu như là hồi đó hai mấy tuổi là chị thấy là những người trẻ hát không à. Cái người lớn tuổi ít có ai hát, tại vì nó rất là trẻ trung. Em đang rất là trẻ thì em phải hát đúng cái tinh thần của người trẻ và khao khát cái bài đó. Chỉ cần vài động tác nghiên cứu về thể hình thì nó sẽ làm cho cái giọng hát của em nó máu lửa đi theo cái đó thôi. Và đôi khi á, người ta nói ở ngoài mình hiền nhưng mà âm nhạc không có được hiền. Cái lúc nào mình phải ngầu là mình phải ngầu, có lúc nào mình hiền là mình phải hiền. Có những cái đoạn mà nó phải đòi hỏi cái cá tính của em, tới cái chỗ mà cao trào thì em phải thể hiện cá tính của em, đứng lên một cái gì đó. Trang phục không làm cho mình hạn chế biểu diễn. Hồi nãy giờ em đang làm tốt cái gọi là tròn cái bài đó thì em phải cố gắng ghi nhớ nhớ những cái lúc đó. Cảm ơn em nha. Xin được cảm ơn giám khảo Hồng Hạnh, cảm ơn những lời góp ý vô cùng tâm huyết từ ban giám khảo đến cho thí sinh Đào Kỳ Anh, và hy vọng rằng ghi nhận những sự đóng góp này, ở vòng sau em út của đại gia đình Hãy Nghe Tôi Hát đừng có hiền nữa mà hãy dữ dội và bùng cháy hơn trên chính sân khấu này. Bây giờ sẽ là điểm số, xin được mời điểm số từ danh ca Thái Châu ạ. Nhớ nha, mạnh mẽ lên nha, tự tin lên. 9,75. Cảm ơn anh. Và giám khảo Nguyên Vũ dành cho Đào Kỳ Anh số điểm là 9,75. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn các vị giám khảo. Chúc mừng Đào Kỳ Anh. Và như vậy là đã đến với tiết mục cuối cùng trong đêm thi chủ đề nhạc sĩ Lê Hữu Hà ngày hôm nay. Ca khúc cuối cùng này sẽ là một liên khúc của hai sáng tác ông viết ở hai giai đoạn khác nhau. Một ca khúc được viết ra vào những năm 70 trong thời điểm sôi nổi nhất của ban nhạc trẻ Phượng Hoàng, và một ca khúc ông viết tặng cho một ca sĩ rất được yêu thích vào cuối những năm 90. Nhưng dù cho viết vào giai đoạn nào thì âm nhạc của Lê Hữu Hà vẫn luôn ngập tràn một tình yêu, sự sôi nổi của tuổi trẻ và sự ngọt ngào lãng mạn ở đó. Chúng ta hãy cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Leo Minh Tuấn. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Sau khi thi vòng thi thứ nhất thì có nhiều cảm xúc khó tả lắm. Vui có mà buồn cũng có. Tại vì khi mà đến với vòng thi thứ nhất thì Leo đặt rất là nhiều tâm huyết. Chuẩn bị đến 9, 8, 9. Thì khi mà lên sân khấu thì nó có nhiều cái chi phối lắm. Thành ra là mình thể hiện chỉ được khoảng tầm 5, 6 thôi. Và vui là mình được đứng trên một cái sân khấu mà phải nói là nó hoành tráng và nó lộng lẫy như vậy. Và được gặp rất là nhiều các cô chú, các anh chị nghệ sĩ rất là nổi tiếng mà mình đã từng rất là ước ao được gặp. Đến với vòng thi thứ hai này với chủ đề là nhạc sĩ Lê Hữu Hà thì có rất là nhiều những bài hát nổi tiếng.
Cuối cùng là Leo chọn ca khúc Yêu đời yêu người và Lời trái tim muốn nói. Leo đã cố gắng suy nghĩ rất là nhiều để làm sao mà phối hai cái bài lại với nhau nó không giống hoàn toàn với những phiên bản trước, với một cái ý nghĩa là với một thông điệp là hãy luôn yêu đời yêu người và yêu cuộc sống này. Thì rất là hy vọng quý vị sẽ đón chờ cái tiết mục này cũng như là một cái phong cách mới hoàn toàn, một cái bản phối mới hoàn toàn. Rất là mong quý vị sẽ luôn ủng hộ cho Leo Minh Tuấn. Xin cảm ơn. Đẹp biết bao vòng tay thân ai, êm dịu như tình yêu trong sáng. Cuộc đời thấy ngày càng dễ thương, tình người thấy càng chiều mến hơn. Người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời. Dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ đi hoài. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Bạn thân ơi, tôi muốn nói rằng quanh ta không ai lẻ loi. Hãy quên đi, đừng tiếc nuối những tháng năm không có ngày vui. Người yêu ơi, anh muốn nói cuộc đời không riêng chi khổ đau, mà ngay trong từng hơi thở nỗi yêu thương không ngớt tuôn trào. Bạn thân ơi, tôi muốn nói ngày mai đây không ai lẻ loi, chẳng còn cô đơn hay bóng tối. Trước mắt ta là những ngày vui. Người yêu ơi, anh muốn nói ngày nào còn tình yêu lứ đôi, thì em ơi, em nên nhớ phải sớt chia hạnh phúc cho đời. Thì em ơi, em nên nhớ phải sớt chia hạnh phúc cho đời. Thì em ơi, em nên nhớ phải sớt chia hạnh phúc cho đời. Gian đầy màu sắc, tươi vui, lạc quan và tràn đầy tình yêu về cuộc đời và mỗi con người. Xin được chúc mừng Leo Minh Tuấn với phần thể hiện vừa rồi. Và bây giờ xin được mời những sự chia sẻ và góp ý cho tiết mục vừa rồi đến từ Leo Minh Tuấn của cả ba vị giám khảo. Xin được mời giám khảo ca sĩ Hồng Hạnh ạ. Chị vẫn chưa thấy sự bùng nổ ở cái bài hát cuối này, mặc dù em rất là cố gắng. Phải có tính toán ở trong cái phần hát của mình. Khi mình hát á, nó không có nặng, tức là mình hát giống như mình kể một cái câu chuyện tôi đi chơi, tôi yêu đời yêu người đó, nhưng mà nó cái chất giống như mình đang nói với khán giả. Cái lời trái tim muốn nói thì ý chị nói em hai bài nó gộp chung và có những cái lên tông, nhưng mà ý chị nói nó cũng có những cái nó chưa có làm cho mình cảm thấy nó đã, em vẫn chưa thoát ra. Giống như một ca sĩ hát cái dòng nhạc ballad á, có những cái đoạn mình phải tính là
cái nhạc ballad mình hát khác, nhưng mà qua những cái nhạc sôi động như vậy thì mình phải những cái cần nào mà cần dứt khoát là mình dứt khoát, để khi mà mình ra sân khấu thì mình hoàn toàn có sự tự tin đối với bài hát mình đã chọn. Những em trẻ bây giờ hát những cái loại nhạc ngày xưa của các vị tiền bối đúng là một cái áp lực với em. Chị cũng rất là thông cảm, chỉ chờ cái kinh nghiệm của em. Nhưng mà nên nhớ gì nè, đôi khi cái phối nó chưa có đã thì mình phải nghiên cứu cách hát để mình tự cứu lấy mình, để mình có một cái riêng. Cho nên là em phải chịu khó làm việc cực lực hơn nữa để có một cái kết quả tốt hơn. Chúc mừng em nha. Dạ, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn phần nhận xét đến từ giám khảo ca sĩ Hồng Hạnh. Và dường như là ngay lúc này thì danh ca Thái Châu cũng có rất là nhiều trăn trở để góp ý cho Leo Minh Tuấn qua phần thi vừa rồi ạ. Hồi nãy khi mà cái hòa âm như thế này đó thì anh cũng có nghe Nguyên Vũ nói đó, là cái bài hòa âm này rất là tạo cho cái đất biểu diễn cho cái nhạc mạnh, cái nhạc mà kịch tính như thế này. Thì tôi đồng ý, tôi cảm nhận đồng cảm với Nguyên Vũ ở chỗ này. Cái bài hòa âm này rất là sôi động, nó có cái chất rock trong đó. Dạ. Thật ra không cần ngân nga nhiều, em phải hát chắc nhịp. Thì em hát chắc thì nó sẽ ra cái tiết tấu giật liền à. Rồi á là cái phần cuối của bài hát cái coda đó, em muốn lên cái quãng 8 thì ta đứng cho nó ngon lành, ký phách thiên cường. Dạ. Lên cho nó thẳng cái nốt, ngay cái nốt cao lại quỳ xuống, làm sao cái cổ hơi mình nó vững vàng được. Nghĩa là mình hát, mình đứng phù hợp cho cái phong cách mình, cái động tác nào nó phù hợp để cho đừng có ảnh hưởng tới những cái nốt mình muốn phô trương ra. Phải thông minh, phải tính toán cho kỹ cái chỗ này. Tùy theo cái nhịp điệu, tùy theo cái dòng nhạc mình ngân nga hoặc là không ngân nga, mà nhất là nhạc sôi động thì ít ngân nga chừng nào, hát chắc nhịp chừng nào là tốt chừng đấy. Cảm ơn em. Dạ, xin được cảm ơn những sự góp ý và chia sẻ đến từ danh ca Thái Châu. Và hy vọng rằng tiếp thu những lời góp ý này thì đến vòng sau Liều Minh Tuấn hát mà danh ca Thái Châu có thể cảm thấy đã, đúng không ạ, khi ngồi ở vị trí đó. Còn giám khảo Nguyên Vũ thì anh nghĩ như thế nào về phần thi này ạ? Giọng em rất là dày, rất là trầm, rất là ấm. Và phải nói rằng là rất là bắt miro nữa. Cái bài phối đã đưa cho em rất nhiều cái đất diễn. Lúc thì nhạc dồn dập, cái tiếng trống nó dồn, lúc thì cái tiếng trống nó giãn ra. Cho nên là ở đây thì anh hiểu được các bạn còn rất là ít cái kinh nghiệm để mà xử lý bài hát. Chính vì vậy ở những vòng sau á, Vũ rất là hy vọng ở các bạn là khi mình nhận một cái bài phối xong, mình cầm cái bài hát, thì mình nên xây dựng cho cái cách hát của mình làm sao như thế nào ở từng cái đoạn. Nó phải có những cái điểm nhấn dù nhỏ thôi, nhưng nó sẽ trở nên ấn tượng. Cho nên chính vì vậy là mình đừng nên hát một cách nó tròn trịa bài hát. Tròn trịa bài hát là đúng, đó là giữ an toàn cho mình. Nhưng nếu như mình muốn thể hiện thêm cái bản lĩnh và cái tính cách của mình trong âm nhạc nữa thì mình phải có điểm nhấn. Vũ rất mong không chỉ bạn đâu mà cả những bạn kia nữa, tại vì chúng ta cũng chỉ mới có vòng thứ hai thôi, Vũ mong lắm các bạn hãy cố gắng đầu tư cho mình thật nhiều về những cái cách hát, những cái cách xử lý nhiều hơn nữa khi mình nhận một cái bài hát. Bởi vì chương trình của chúng ta là chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Chính vì vậy các bạn phải đưa cái tính cách âm nhạc của mình nó rõ nét hơn nữa vào trong cái cách hát của mình. Có nghĩa là khi chúng ta đưa ra một cái bài hát, mặc dù có thể chúng ta hát chưa tới hoặc là cũng có thể là không hay lắm, nhưng chúng ta phải có một cái sự ấn tượng ở trong cái bài hát đó với cái bản phối đó. Cho nên các bạn hãy cố gắng nha. Xin được cảm ơn những lời nhận xét đến từ cả ba vị giám khảo. Và đúng như là lời của giám khảo Nguyên Vũ nói, chặng đường phía trước còn dài lắm. Và ghi nhận những đóng góp này, chúng ta ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay và chắc chắn là vòng sau sẽ cố gắng để tốt hơn vòng này, đúng không ạ? Nhưng mà trước tiên thì cũng hãy đón nhận kết quả của vòng thi thứ hai này dành cho Leo Minh Tuấn. Xin được mời những số điểm từ giám khảo Nguyên Vũ. 9,75. Và xin được mời điểm số từ danh ca Thái Châu dành cho Leo Minh Tuấn. 9,75. Điểm số của giám khảo Hồng Hạnh chúng tôi sẽ công bố ở phần sau của chương trình. Xin được cảm ơn cả ba vị giám khảo và chúc mừng Leo Minh Tuấn đã hoàn thành phần thi của mình.
Thưa quý vị, chúng ta đã đến với những ca khúc sôi nổi, tràn đầy tình yêu và lạc quan của tuổi trẻ, với những nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Hữu Hà trong đêm hôm nay. Và để sự sôi nổi ấy không gián đoạn thì ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với một món quà âm nhạc được gửi tặng từ một vị giám khảo của đêm thi hôm nay, đó chính là ca sĩ Nguyên Vũ với bài hát Khổ Vì Yêu Nàng. Buồn chán, muốn quanh tay, quay mặt chẳng màng, ngồi đến những vết nhăn vườn chán, nhắc cho ta một thời yêu nàng. Nàng như nữ vương huyền bí, cùng nhan sắc kia ngự trị, làm ta đảo điên thần trí, mặc đời chê ta tình ngu si. Ôi tình yêu giống như cơn mê, yêu làm chi dứt thêm mê chê, yêu người nên khổ thân cho ta bởi yêu mà ra. Trăm lần yêu chẳng cho ta vui, đêm nằm nghe trái tim ngậm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Có lúc khiến ta buồn chán, muốn quanh tay, quay mặt chẳng màng, ngồi đếm những nếp nhăn vần trán, nhắc cho ta một thời yêu nàng. Nàng như nữ vương huyền bí, cùng nhan sắc kia ngự trị, làm ta đảo điên thần trí, mặc đời chê ta tình ngu si. Ôi tình yêu giống như cơn mê, yêu làm chi dứt thêm mê chê, yêu người nên khổ thân cho ta bởi yêu mà ra. Trăm lần yêu chẳng cho ta vui, đêm nằm nghe trái tim ngậm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Cho ta bởi yêu mà ra. Trăm lần yêu chẳng cho ta vui, đêm nằm nghe trái tim ngậm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Ôi tình yêu giống như cơn mê, yêu là chi dứt thế mê trẻ, yêu người nên khổ thân cho ta bởi yêu mà ra. Trăm lần yêu chẳng cho ta vui, đêm nằm nghe trái tim ngậm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Xin được cảm ơn phần thể hiện vô cùng sôi nổi của ca sĩ Nguyên Vũ. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng gặp lại 6 gương mặt đã tranh tài trong vòng thi thứ hai với nhạc sĩ chủ đề Lê Hữu Hà. Thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta lúc này là 6 ca sĩ trẻ đã tranh tài vô cùng sôi nổi trong 2 đêm thi với chủ đề nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng dành những tràng pháo tay để chúc mừng cho cả 6 ca sĩ trẻ. Xin được chúc mừng Liêu Minh Tuấn, Đào Kỳ Anh, Lê Thu Uyên, Dương Minh Ngọc, Lý Thu Thảo và Lê Thái Sơn. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi của mình và có những cảm xúc thật trọn vẹn trong 2 đêm thi vừa qua. Và thưa quý vị, bây giờ Phương Uyên xin được phép làm nhiệm vụ của mình là công bố kết quả
của hai đêm thi với chủ đề nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Ca sĩ Lý Thu Thảo, tổng điểm 29,25. Dương Minh Ngọc, tổng điểm 28,50. Ca sĩ Lê Thu Uyên, tổng điểm 29,75. Ca sĩ Lê Thái Sơn, tổng điểm 29,25. Ca sĩ Đào Kỳ Anh, tổng điểm 29,25. Leo Minh Tuấn, tổng điểm 29,25. Như vậy xin được chúc mừng Lê Thu Uyên đã đạt được điểm số cao nhất với chủ đề nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Một tràng pháo tay dành cho Lê Thu Uyên và cũng như những nỗ lực của cả 6 thí sinh. Và trong giờ phút này xin được mời cả 3 giám khảo sẽ lên sân khấu để chia sẻ niềm vui với 6 ca sĩ trẻ trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Thưa quý vị, và trong đêm thi tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với đêm nhạc của một người nhạc sĩ với những trăn trở về tình yêu, về cuộc đời. Một nhạc sĩ nổi tiếng với những bài không tên, nhạc sĩ Vũ Thành An. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề mùa thứ 3 do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Z-Studio thực hiện, được phát sóng vào 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ thứ năm tuần sau. Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề vòng thi thứ 3 sẽ là một thử thách cho các ca sĩ trẻ khi bước vào thế giới âm nhạc đầy khác biệt của người nhạc sĩ đã viết ra những bài không tên để đời. Nhạc sĩ Vũ Thành An, những bài không tên kinh dị sẽ được thể hiện mới lạ ra sao? Những ca khúc có tên kể lại một phần cuộc đời, cuộc tình của người nhạc sĩ sẽ vang lên như thế nào? Về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Trong cái cách hát có những cái nấc khàn khàn rất là dễ thương, từ cái phong cách hòa âm, từ cái cách hát với vũ đoàn như thế này, ưng thiệt là ưng bài hát này. Từ dàn dựng cho đến phần trình diễn cho đến giọng hát thì không có một lời nào để có thể chê được hết. Màn biểu diễn của em thì anh phải dùng từ gọi là hoàn hảo. Đón xem Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 14 tháng 4 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 2.